Bố mẹ muốn học lại tiếng Anh để giao tiếp trong công việc, muốn xem phim, show giải trí nước ngoài mà không cần phụ đề, và đặc biệt là rất muốn đồng hành cùng con, giúp con giỏi tiếng Anh. Nhưng công việc quá bận rộn, giờ giấc lung tung, đường thì tắc, không thể đến các lớp học tiếng Anh trực tiếp sau giờ làm được. Hay các bố mẹ đã quá lâu không học tiếng Anh nên hỏng kiến thức, mất hết phản xạ nghe nói. Và nghiêm trọng nhất, đấy là nỗi sợ mình phát âm sai khi học cùng con. And they eat through, they confused. No. It's supposed to be thought, mom. Các bố mẹ đừng quá lo lắng nhé, bởi vì tôi ở đây để giúp mọi người. Hãy cùng xem tôi có gì nào. Câu lạc bộ Parents Can Do It. Cha mẹ quyết tâm học lại tiếng Anh 30 phút mỗi ngày vào 6 khung giờ. Sáng từ 5:30, trưa từ 12:20 và tối từ 20:00. 5 buổi một tuần từ thứ 2 đến thứ 6, bao quát đủ 5 kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết, phát âm. Giáo trình hoàn toàn phù hợp với các mẹ bỉm sữa muốn học để giao tiếp tiếng Anh hàng ngày cùng con, học để tự tin đi du lịch, hay nhân viên văn phòng muốn dùng được tiếng Anh thực hành trong công việc. Mỗi buổi học được thiết kế nội dung chỉ gói gọn trong 30 phút, các bài học không liên quan đến nhau, không sợ nghỉ một buổi học là buổi sau lại ngơ ngác. Đặc biệt có đủ 3 trình độ: sơ cấp, trung cấp, tiền trung cấp. Để lại số điện thoại đăng ký ngay để cùng cô Việt Ca và NC Education Group yêu lại tiếng Anh nhé!